Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với One Cách New của số phát sóng tuần này. Và đây là số phát sóng thứ 96. Nào, bây giờ hãy cùng mình điểm lại những tin tức nóng hổi và mới nhất của tuần qua nhé. Autodesk Convert 2023. Autodesk Convert là một sự kiện dành cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia trong ngành và những người có ảnh hưởng từ các ngành kiến trúc, kỹ thuật và xây dựng, thiết kế và sản xuất, truyền thông, giải trí để tìm hiểu về các xu hướng và công nghệ mới nhất đang định hình, các ngành tương ứng của họ. Đây là sự kiện mang đến cơ hội kết nối, truyền cảm hứng và tìm hiểu về những đổi mới sẽ giúp thiết kế, hiện thực hóa và xây dựng lại một thế giới tốt đẹp hơn. Đến với sự kiện, người tham dự được học hỏi, lắng nghe các nhà lãnh đạo và giám đốc điều hành trong ngành về cách họ đang tận dụng công nghệ tiên tiến để tạo ra tác động trong ngành. Thứ hai, kết nối với các đồng nghiệp của bạn, các chuyên gia trong ngành, nhóm Autodesk và các đối tác của Autodesk, xây dựng mối quan hệ và mở rộng mạng lưới. Thứ ba, được truyền cảm hứng, tương tác hơn 150 giám đốc điều hành và lấy cảm hứng để giải quyết những thay đổi và chuyển đổi hấp dẫn đang tác động đến tổ chức và ngành. Sự kiện Autodesk Convert được diễn ra tại một số địa điểm sau: Nhật Bản vào ngày 21 tháng 7, Úc và New Zealand vào ngày 29 tháng 8, Ấn Độ ngày 5 tháng 9. Và đặc biệt hơn, Autodesk Convert sẽ được tổ chức ở Việt Nam tại khách sạn New World Sài Gòn vào ngày 6 tháng 9 năm 2023. Link đăng ký tham dự quên cách xin đính kèm bên dưới phần mô tả nhé. Autodesk Tandem là nền tảng tạo và quản lý bản sao Digital Twin, được phát triển trên Forge, một nền tảng rất nổi tiếng của Autodesk. Do đó được thừa hưởng rất nhiều thứ, đặc biệt là nguồn dữ liệu từ BIM 360 và Autodesk Construction Cloud. Bạn hoàn toàn có thể chuyển đổi mô hình trên hai nền tảng này sang Tandem một cách cực kỳ nhanh chóng. Vào ngày 16 tháng 8 sắp tới, Autodesk có tổ chức buổi webinar với chủ đề Khám phá những điểm nổi bật về Digital Twin với diễn giả đặc biệt là ông Ambrafas, giám đốc công nghệ thông tin của Windows World Construction và cùng với sự tham gia của Robert Gray, phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc của Tandem và Tim Kelly, trưởng nhóm quản lý sản phẩm. Trong buổi webinar này, mọi người sẽ cùng nhau thảo luận về những ví dụ thực tế về tác động của mô hình số hóa Twin và các nội dung chính như sau: các bước ban đầu cần thiết để bắt đầu hành trình với mô hình Digital Twin và thời gian mà bạn có thể nhanh chóng khởi đầu. Thứ hai, khám phá cách mà mô hình Digital Twin có thể giúp tối ưu quy trình nội bộ và tiết kiệm thời gian đáng kể. Thứ ba, cách mà mô hình Digital Twin kết nối khép lại khoảng cách giữa xây dựng và quản lý cơ sở vật chất. Thứ tư, yếu tố lặp lại của mô hình Digital Twin. Thứ năm, giá trị và lợi thế cạnh tranh từ việc số hóa quy trình giao nhận dự án. Ngoài ra, ông Am cũng sẽ chia sẻ một số trường hợp nghiên cứu về mô hình Digital Twin từ kinh nghiệm trong các dự án đa dạng. Link đăng ký tham dự quanh kết đã đính kèm bên dưới phần mô tả. Nền tảng Autodesk Construction Cloud cung cấp cho người dùng tính năng kiểm tra các thông tin bản vẽ trực tiếp trên mô hình BIM của mình một cách nhanh chóng và chính xác hơn. Tính năng này sẽ hỗ trợ người dùng xác thực thông tin bản vẽ, hỗ trợ người dùng xác thực các bản vẽ họ đang sử dụng được trích xuất trực tiếp từ mô hình BIM, xem xét nhanh các đối tượng khó mô hình hóa trên mô hình 3D, tốn quá nhiều thời gian để mô hình hóa hoặc thường chỉ được hiển thị trên bản vẽ 2D. Và cuối cùng, liên kết các tài liệu bản vẽ không thuộc mô hình 3D vào trong mô hình, giúp cải thiện hiệu quả xem xét thông tin của mô hình. Tính năng này sẽ bao gồm 4 bước thiết lập. Các bạn cần chuẩn bị sẵn một file bản vẽ mẫu cũng như một mô hình 3D để trải nghiệm tính năng này nhé. Các bạn lưu ý, để sử dụng tính năng này, chúng ta sẽ cần trang bị tối thiểu license Autodesk Desktop nha. Nền tảng Autodesk Construction Cloud bổ sung tính năng cho tạo markup và ISO trên tập tin PDF cho các thiết bị di động. Nền tảng Autodesk Construction Cloud mang đến một cải tiến đáng chú ý với tính năng markup PDF trên thiết bị di động, giúp kỹ sư và nhóm dự án tối ưu hóa quá trình làm việc thông qua việc xem xét hồ sơ thiết kế và trao đổi thông tin nhanh chóng. Với những tính năng độc đáo này, Autodesk Construction Cloud hướng dẫn đến mục tiêu cải thiện năng suất làm việc và tạo sự hiệu quả cho các nhóm dự án. Với bản cập nhật mới nhất của các nhóm dự án đã có thể trải nghiệm quy trình sử dụng tính năng Markup and ISO của một cách hoàn chỉnh trên tập tin PDF trên thiết bị di động, bao gồm khả năng xem, chọn, tạo và chỉnh sửa. Bằng cách tận dụng bộ công cụ Markup, người dùng có thể tạo ISO vấn đề để truyền đạt các vấn đề cần được khắc phục, sử dụng tính năng Markup để định vị các đường kích thước không chính xác,
đính kèm các thông tin quan trọng như tập tin tham khảo, RFI. Người dùng sở hữu sản phẩm Autodesk Build, Autodesk Doc và Autodesk BIM Collaborator trên các thiết bị di động sẽ được sử dụng tính năng này. PonCon cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng trong các dự án xây dựng, từ lúc lập kế hoạch đến sử dụng, từ tòa nhà chung cư đến tòa nhà văn phòng và các nhà máy công nghiệp. Công ty có trụ sở chính tại Berlin và hoạt động tại các quốc gia khác. PonCon cung cấp các giải pháp mà chưa có trên thị trường. Khách hàng có thể trải nghiệm được những sản phẩm có trong bộ sưu tập của PonCon qua phòng trưng bày 3D trước khi triển khai. Trong không gian xây dựng số, các sản phẩm và giải pháp có thể được trải nghiệm trong các tình huống lắp đặt thông qua liên kết và tải dữ liệu BIM chỉ cách bằng một cú nhấp chuột. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trên thị trường cho các sản phẩm xây dựng tùy chỉnh, việc sử dụng một nền tảng chung là rất hữu ích. PonCon đã lựa chọn hai bộ sưu tập của Autodesk: bộ sưu tập thiết kế và sản xuất PDMC và bộ sưu tập kiến trúc kỹ thuật và xây dựng AEC. Cả hai đều bao gồm các tiêu chuẩn ngành công nghiệp là Revit và Inventor Professional. Các bộ sưu tập này có thể được kết nối một cách liền mạch và tạo điều kiện cho sự cộng tác chặt chẽ trên giao diện được tùy chỉnh theo từng cá nhân. Các kho dữ liệu cô lập để trở thành dị vãng, vì dữ liệu nhất quán được sử dụng cho toàn bộ quy hoạch. Ngoài việc Revit có giao diện API mở cho phép tùy chỉnh cao mà còn cho phép dự án plugin mới, giúp chuyển đổi thông tin kênh Neo tự động, tiết kiệm thời gian và công sức. BIM cung cấp công cụ và quy trình mới, làm công việc hiệu quả hơn và đảm bảo tính nhất quán trong các bước thiết kế và thực hiện. Đồng thời, Autodesk luôn hỗ trợ nhanh, và các câu chuyện thành công của khách hàng cũng giúp tìm kiếm giải pháp nhanh chóng, cũng như là giải pháp cá nhân như việc PonCon đang sử dụng. Số phát sóng One Cách New của tuần này tạm khép lại tại đây. Hẹn các bạn ở số phát sóng lần sau. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn một ngày cuối tuần thật là tràn đầy năng lượng và nhiều niềm vui nha.